Chào mừng các bạn đến với khóa học VBA trong Excel từ cơ bản đến nâng cao, được phát miễn phí trên kênh YouTube Gã Excel. Bài số 9: Tự tạo function và cài đặt add-in cho function đó. Đầu tiên, mình sẽ đi tìm hiểu cách để tự tạo function. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để tự tạo hàm Excel riêng. Sau buổi học này, các bạn có thể tự tạo ba cái hàm riêng là hàm nối chuỗi, hàm tính tổng các số trong chuỗi và hàm lấy các ký tự trong chuỗi. Ví dụ ở đây mình tạo ba hàm: hàm nối chuỗi, hàm tính tổng số và hàm lấy ký tự tách. Ví dụ ở đây mình cần nối bốn cái chuỗi này với nhau thì các bạn làm như sau. Các bạn bằng nối chuỗi này, cái hàm nối chuỗi này là hàm mình tự tạo đấy, các bạn ấn tab này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ bôi đen tất cả các cái chuỗi ký tự mà các bạn cần nối lại với nhau. Phẩy, tham số thứ hai là tham số truyền vào. Ví dụ mình truyền dấu cách tức là gì ạ? Ví dụ mình truyền dấu cách nhé, nghĩa là gì ạ? Nghĩa là cái chữ gà này, thông cách lên Excel, thông cách đến chữ xin chào. Đấy, các bạn enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ lôi chuỗi này. Hoặc là ví dụ mình thay cái dấu cách bằng cái dấu đô la chẳng hạn nhá. Đấy, các bạn thấy không? Thì các cái ký tự này sẽ cách nhau bằng một dấu đô la. Còn ví dụ mình để khoảng trắng tức là không cách nhau thì các bạn nó sẽ xít xin xịt vào nhau này. Đấy, các bạn thấy không? Hoặc là các bạn có thể nối chuỗi ở đây, ví dụ mình bằng này, nối chuỗi này. Các bạn nối tất cả cái ô này với nhau, phẩy, và các bạn nối chuỗi, cái chuỗi mà các bạn cần nối ấy, nó lại nằm ở ô này chẳng hạn thế. Thì hiện tại cái ô này trống thì các bạn thấy không, tất cả các ô này, ví dụ cái ô này mình cách nhau một bằng dấu cách đi, các bạn ấn dấu cách này. Đấy, thì ở dưới này nó cách nhau. Hoặc các bạn có thể thay bằng cái dấu gì ạ, dấu đô la chẳng hạn này. Đấy, ba cái dấu đô la. Đấy, thì ở dưới này là các dấu đô la. Hoặc các bạn có thể chèn một cái ký tự bất kỳ mà nó, ví dụ hình trái tim chẳng hạn, hoặc là cái hình thoi đây. Thứ hai là cái chuỗi này có thể hàng ngang hoặc hàng dọc đều được nhé. Ví dụ mình bằng này, nối chuỗi này. Ở đây là mình theo theo hàng dọc đấy, tức là theo cột. Ở đây ví dụ mình theo hàng, các bạn bôi đen tất cả ở đây cũng được. Phẩy, tương tự thì mình lấy cái ô cách nhau là cái ô này đi, các bạn enter. Đấy, nó sẽ cách nhau như thế. Hoặc là các bạn thay ký tự này bằng ký tự sao chẳng hạn, đều được ạ. Đấy, các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Cái hàm thứ hai mà sau cái buổi học này các bạn có thể cần tính tổng các số trong một cái ô này. Đấy, thì ví dụ mình tạo một cái tên hàm là hàm tính tổng số nhé. Các bạn bằng tính tổng số này, các bạn ấn tab này, các bạn tích vào cái ô này thì nó sẽ tính tổng tất cả các số trong ô này ạ. Đấy, nó sẽ trả về 41, các bạn thấy không? Các bạn cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 8, 9 và 2 và 1, các bạn sẽ thấy nó bằng 41 ạ. Đây, ví dụ mình ghi là A, B, C, 1, 2 đi. Đấy, nó sẽ trả về là 3, hoặc là 1, 2, B, C, D gì đấy, các bạn cách ra cũng được ạ. 4, 5, đấy, đây là. Thì nó sẽ trả về 10 ạ, nó sẽ tính 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 đấy, bằng 10 cho các bạn. Đấy. Đấy, các bạn công thức ở bên dưới nó sẽ bằng 12. Đây, ví dụ các cái ký tự nó cách nhau ra này nó vẫn cứ làm được ạ. Ví dụ bằng gì ạ? Bằng tính tổng số đây của cái ô này. Đấy. Thì nó sẽ ra trả về 28 đấy. Cái hàm thứ ba là cái hàm mà lấy ký tự. Ví dụ ở đây mình bỏ các số đi, mình chỉ lấy ký tự thôi. Ví dụ BCD này, cách xong là KGLF, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn bằng lấy ký tự này. Đấy, các bạn tích vào cái ô cần lấy ký tự. Đấy, nó sẽ bỏ hết cái số ra cho các bạn này. Các bạn có thể gõ ở một ô bất kỳ nhé. Ví dụ ở đây mình là lấy ký tự này của cái ô này chẳng hạn thế. Enter. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ bỏ hết số đi, nó chỉ lấy ký tự thôi. Ok, nào mình cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nhá. Đây, đầu tiên là một cái file trắng ạ. Thì việc đầu tiên các bạn phải lưu chương trình nha. Ví dụ mình Ctrl S này, mình lưu chương trình, ví dụ ở đây mình lưu là ở desktop đi. Các bạn chú ý nhá, ở đây mình phải định dạng là macro này. Ví dụ các bạn đặt tên là gì ạ? Tạo hàm đi. Tạo hàm riêng, đúng không ạ? Đấy, tạo hàm riêng nhá. Đầu tiên các bạn sẽ vào developer này, các bạn tích vào Visual Basic. Đấy, xong các bạn vào insert, các bạn chèn một cái module để các bạn viết code nhá. Thì các bạn chú ý cái hàm này các bạn phải viết trong module thì mới được ạ. Đầu tiên mình sẽ chú thích tên của chương trình nhá. Tự tạo hàm riêng trong Excel bằng VBA. Tức là gì ạ? Hàm riêng, các bạn chú ý nhé, cái hàm riêng tức là gì? Tức là cái hàm mà không có trong Excel. Ví dụ như hàm VLOOKUP là Excel nó đã có rồi thì mình sẽ không cần tạo nữa, mà mình tạo những cái hàm mà cho mục đích riêng của mình thôi. Đấy. Thì đầu tiên mình để tạo một hàm riêng ấy, thì các bạn viết là function ạ. Function tiếng Anh nghĩa là hàm đấy.
Sau đấy là tên chương trình. Ví dụ ở đây mình cần đầu tiên là cái hàm nối chuỗi nhá, thì mình viết là nối chuỗi này. Đấy, các bạn mở ngoặc ra, xong các bạn truyền các tham số vào. Ví dụ ở đây là mình ghi là gì? Chuỗi này. S range phẩy, tức là mình ghi là ký tự giữa các chuỗi. S string. Đấy. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn nhá. Khi các bạn tích function thì mặc định ở dưới nó sẽ có một cái hàm end function đó. Nó sẽ kết thúc một cái hàm Excel ở đây cho các bạn. Thì cái tham số ở đây nghĩa là gì? Ví dụ ở đây các bạn hay có cái hàm VLOOKUP đây ạ. Các bạn thấy hàm VLOOKUP nó có bốn cái, đây gọi là bốn tham số đấy ạ. Thì bốn tham số này là tham số mà mình truyền vào. Thì tương tự như vậy, khi mình tạo một cái hàm trong VBA thì mình cũng truyền các tham số này vào. Thì khi đó mình có thể thay các chuỗi là các cái ô mình cần nối lại với nhau ạ. Còn cái ký tự đặc biệt ở đây chính là cái ký tự nối chuỗi. Ví dụ mình là cái dấu cách của mình đấy ạ. Thì để làm được cái này các bạn làm như sau nhé. Các bạn chú ý nhé, cái tên hàm ở đây các bạn không được để trùng với cái hàm Excel đó. Ví dụ các bạn đặt tên hàm VLOOKUP là không nên nhé. Đấy, mình tên hàm là theo mục đích của mình. Các bạn cũng tên hàm không để dấu cách nhau đâu. Ví dụ các bạn cách nối chuỗi này không được đâu nhá. Nó phải là viết liền nhau đấy ạ. Thì tốt nhất các bạn nên để các chuỗi ký tự mà viết liền nhau, mà theo mục đích của mình. Ví dụ mục đích của mình là nối các chuỗi với nhau thì mình sẽ ghi là nối chuỗi. Và tham số truyền vào là các cái, ở đây mình không phải là chuỗi mà là, ví dụ mình đặt là gì ạ? Ở đây mình đặt là phạm vi đi ạ. Đấy. Phạm vi tức là gì? Tức là các ô mà mình cần nối lại với nhau. Ở đây mình xin trình bày ý tưởng như sau nhá. Ví dụ ở đây các bạn có gì ạ? Gà này. Excel. Xin chào các bạn, chẳng hạn thế này nhá. Ví dụ mình cần nối ba chuỗi này với nhau ấy, thì các bạn sẽ cho một biến chạy nhá. Nó sẽ chạy ba ô này, cứ mỗi một cái ô thì nó lại nối lại với nhau. Thì ví dụ đầu tiên là ô 1 thì nó sẽ lấy cái ô này ấy, nó và này. Bước thứ hai là mình bằng cái ô kết quả ở đây, xong mình và với cả một cái dấu ký tự đặc biệt, ví dụ dấu cách này, xong các bạn và với cả cái ô này. Đấy. Xong các bạn đến cái cuối cùng thì các bạn lại bằng cái ô mà các bạn vừa lấy được, các bạn và với cả cái dấu cách, xong các bạn và với cả cái ô cuối cùng ở đây, chẳng hạn thế. Thì nó sẽ ra được kết quả cho mình ở đây là gái Excel xin chào các bạn nhé. Đấy, mình trình bày qua ý tưởng như thế thôi. Thì ở đây mình, ví dụ đầu tiên mình phải khai báo một cái biến là biến gym, là mỗi ký tự, các bạn mỗi ký, thì tên biến là các bạn có thể đặt tên bất kỳ được ạ. Tốt nhất là các bạn nên đặt từ nó có ý nghĩa. Ở đây mình đặt là range đi. Tại sao lại là range? Để nó trùng với cả kiểu biến của cái biến phạm vi này là tốt nhất ạ. Sau khi mà các bạn khai báo biến mỗi ký tự ở đây thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn for này, x của mỗi ký tự này, các bạn control space này, in phạm vi, control space nó để nó. Thì theo mình ý, khi các bạn mà viết hàm for xong thì các bạn gõ hàm next luôn, tức là nó sẽ kết thúc cái cú pháp for và next luôn để các bạn đỡ quên nhá. Các bạn ấn tab một cái, mình sẽ thụt vào một ô nhá. Cái câu này nghĩa là gì? Tức là mỗi ký tự đây này, nó sẽ, ví dụ ở đây mình phạm vi của mình là ba ô này nhá, thì nó sẽ quét từng cái ô một, đầu tiên là quét ô gà này, sau đến Excel này, xong nó quét đến ô xin chào các bạn. Đấy, vì cái phạm vi của mình là ba cái ô này mà, thì sau đấy các bạn sẽ gán gì, các bạn nối chuỗi này, các bạn ấn Control Space nhá, thì nó tự nó điền các cái ký tự còn lại cho các bạn sẽ bằng gì ạ, nối chuỗi này. Nó các bạn và với gì ạ, và mỗi ký tự, xong các bạn và một cái là ký tự giữa các chuỗi ở đây, các bạn ấn Control Space nhá. Cái câu này nghĩa là gì? Tức là cái nối chuỗi này nó sẽ luôn luôn, đầu tiên nó sẽ bằng rỗng, sau đấy nó sẽ và, đầu tiên là nó và với cái chữ gà này, sau đó nó và với cả dấu cách. Ví dụ ở đây cái ký tự giữa các chuỗi mình muốn là dấu cách thì nó sẽ gà này cách, xong đến Excel này, xong cách xin chào các bạn. Đấy, ý nghĩa của nó là như thế. Đây nhá, ví dụ mình xong cái hàm này nhá, các bạn chạy thử cho mình nhá, mình test nhá, mình debug này. Các bạn chú ý nhá, sau khi mà các bạn viết cái hàm nối chuỗi ở đây rồi ấy, thì sang bên này các bạn có thể gõ luôn được là nối chuỗi, các bạn thấy không? Đây là cái hàm mà mình tự tạo, Excel nó không có đâu ạ. Chính là cái tên hàm nối chuỗi đây. Các bạn thấy không? Chính là cái hàm nối chuỗi đây này. Đấy, các bạn ấn tab nhá. Thì đầu tiên ý, cái biến mình cần truyền vào là cái phạm vi, thì phạm vi ở đây chính là ba cái ô này. Xong bạn phẩy. Tiếp theo là cái
ký tự mà mình muốn ba ô này nó cách nhau ra, ví dụ mình muốn là dấu cách giữa ba ô này. Đấy, xong mình đóng ngoặc lại. Đấy, các bạn thấy không? Đầu tiên nó bằng không ấy, tức là nó rỗng này. Thì nó sẽ quét đến cái bước này tiếp theo này, các bạn chạy, bấm vào đây chạy này. Thì đầu tiên cái mối ký tự này, các bạn thấy không? Nó sẽ bằng cái chữ gà đầu tiên này. Nó quét đầu tiên chữ gà này. Thì cái nối chuỗi này nó đang rỗng mà, các bạn tích một cái thì đầu tiên nó sẽ bằng cái gà, xong nó và cái dấu cách ra. Đấy, các bạn thấy không? Bằng gà dấu cách như này, các bạn nhìn xuống dưới này. Xong next một cái, nó quét đến ký tự thứ hai là cái, nó quét đến cái chuỗi ký tự thứ hai chính là cái Excel này này. Đấy, cái mỗi ký tự này nó sẽ gán bằng cái chuỗi tiếp theo là Excel ở đây. Nó kết quả là lối chuỗi sẽ bằng gà Excel và một cái dấu cách nữa, các bạn thấy không? Dưới cái chữ gà Excel này nó có một cái dấu cách này. Xong loại quét đến cái ô cuối cùng của cái phạm vi là cái ô xin chào các bạn này. Đấy, cái mỗi ký tự các bạn thấy không? Nó chính là xin chào các bạn ở đây. Thì nó sẽ và lại luôn. Đấy. Xong các bạn bấm. Đấy, nó xong, nó đây là kết quả đây. Các bạn thấy không? Nó sẽ có một cái chữ gà xin chào các bạn. Thực ra các bạn để ý nhé, kết thúc của cái này nó có một cái dấu cách nữa. Ví dụ ở đây mình paste special nha các bạn. Copy này, sang đây các bạn. Paste special cho mình. Ví dụ mình paste value đi. Thì ở đây các bạn thấy không? Nó sẽ dư một dấu cách ra. Đấy, tại vì là mình và một cái dấu cách ở đây nữa thì để xử lý cái dấu cách này thì các bạn làm như sau nhé. Sau khi mà kết thúc cái vòng là for này rồi, tức là cái chuỗi của mình đã hoàn thành rồi nhé, thì mình sẽ gán là gì ạ? Nối chuỗi này sẽ bằng là gì? Và từ từ đấy nhé, bây giờ mình quay lại cái Excel để mình xử lý cho các bạn nhé. Ví dụ ở đây các bạn và với cái dấu đô la đi, để cho các bạn dễ hiểu. Đấy, thì ở đây mình chưa dùng cái hàm này vụ. Đây các bạn và ba dấu đô la đây, các bạn thấy không? Tức là các cái chuỗi ký tự này nó sẽ cách nhau bằng ba cái dấu đô la và nó thừa ra ba cái đô la ở cuối đây này. Thì để bỏ cái ba cái đô la ở cuối này, các bạn làm như sau nha. Các bạn sẽ bằng gì? Và các bạn bằng left này. Left của cái chuỗi này, đúng không ạ? Các bạn phẩy. Xong các bạn lấy len. Tức là mình phải tính được cái độ dài của cái chuỗi này. Đấy, không, các bạn trừ đi độ dài của cái số ký tự mà các bạn chèn giữa các chuỗi này. Ví dụ ở đây mình là ba cái dấu và đây này, thì mình sẽ trừ đi len của gì ạ? Của cái ký tự giữa các chuỗi ở đây. Thì bản chất ở đây là ba đấy, thì mình gõ là trừ đi ba đi. Các bạn hiểu ý không ạ? Đấy, nó sẽ trả về cuối cùng, nó sẽ cắt được ra là ba cái dấu này ở đây. Đấy, thì cho nên ở đây mình sẽ dùng, mình sẽ gán như sau. Cái nối chuỗi này sẽ bằng gì ạ? Bằng left này. Các bạn mở ngoặc ra này. Left chính là cái ô lối chuỗi luôn này. Các bạn ấn Ctrl Space nhé, phẩy. Xong mình lấy len của cái lối chuỗi này. Đấy, cho nên mình khuyên các bạn nên bắt đầu học VBA khi mà Excel của bạn cũng phải khá là thành thạo rồi đấy. Thì bởi vì mình phải tương đối thành thạo Excel thì mình học VBA nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều ạ. Đấy nha, left của lối chuỗi, len của lối chuỗi này, các bạn trừ đi gì ạ? Các bạn trừ đi len của cái, len là cái hàm tính độ dài đấy, trừ đi len của ký tự giữa các chuỗi này. Ví dụ ký tự các chuỗi lúc đấy là mình là ba cái dấu và ở đây thì bản chất nó là ba. Đấy, thì ở đây là gì? Ký tự giữa các chuỗi. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại như vậy xong nhá. Đấy, bây giờ các bạn chạy lại cái hàm này nhá, các bạn enter lại. Đấy, các bạn thấy không, nó không còn cái ký tự ba cái dấu và lại nữa. Đấy, các bạn thấy không, rất là hay ạ. Ví dụ mình thay cái dấu và bằng đây, các bạn xóa đi bằng đến một cái ô tham chiếu là cái ô này chẳng hạn. Thế thì các bạn thấy không, đầu tiên cái ô C này của mình ấy, đầu tiên cái ô C này là trống, đúng ra là các cái ký tự ở đây nó sẽ là liền nhau. Ví dụ ở đây mình thay cái ô C này là lúc đấy là bằng ba cái dấu sao đi. Đấy, các bạn thấy không, ở đây nó sẽ là các cái sao nó cách nhau ra. Đấy, thì thường ấy mọi người hay để là cách nhau một dấu cách thôi. Đấy, cái lối chuỗi nó hay là để như thế. Hoặc các bạn có thể thích, các bạn có để ở đây là chấm phẩy cũng được. Đấy, thì các cái chuỗi ở đây nó sẽ cách nhau bằng cái dấu chấm phẩy ạ. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Ví dụ cái range này của mình là cái hàng ngang đi, thì các bạn cũng đều làm được ạ. Mình transpose lại đi. Đây, ví dụ nó bố trí theo hàng ngang này, thì các bạn cũng bằng gì ạ? Các bạn có thể bằng ở ô này, bằng nối chuỗi này. Xong các bạn bôi đen tất cả ô ở đây. Đấy, các bạn phẩy cái ký tự mình cần lỗi là dấu cách ra.
Đấy, nó đều được ạ. Ok, như vậy là mình đã xong một cái hàm nối chuỗi cho các bạn rồi nhé. Tiếp theo ấy, mình sẽ sang một cái hàm mới cho các bạn là hàm gì ạ? Hàm tính tổng đi. Ví dụ mình function này. Function, tên hàm mình ghi là tính. Xong các bạn ship trừ ở đây là tổng này, số này. Các bạn đóng mở ngoặc. Các bạn sẽ truyền tham số là gì ạ? Tham số của mình là gì ạ? Chuỗi thì mình ghi là chuỗi chẳng hạn này. Add string. Đấy, tức là các bạn nghĩa là mình sẽ tính tổng các cái số trong một cái chuỗi này. Vì chuỗi này nó là gà Excel 1, 2, 3 chẳng hạn. Thì nó sẽ tính tổng ra là bằng 1 cộng 2 cộng 3. Đấy, ý nghĩa nó là như thế. Cái chuỗi này là mình truyền vào từ từ bàn phím, tức là từ ngoài vào. Thì đầu tiên ý, các bạn khai báo một biến là biến dim y as integer. Cái y này nghĩa là gì? Ví dụ ở đây mình cái ô cần tìm được là 1, 2, 3 chẳng hạn, thì 1, 2, 4 này. Excel chẳng hạn nhá. 5, 5, 6 chẳng hạn thế. Đây. Hello. Một cái chuỗi bất kỳ như thế này chẳng hạn thế. Thì đầu tiên mình sẽ biến y là gì ạ? Mình sẽ tách từng ký tự một ở đây. Đấy. Đầu tiên là tách ký tự G này, tách ký tự A này, tách ký tự tiếp theo dấu cách này, tách ký tự 1. Nó sẽ quét từ ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng. Và nó kiểm tra xem là cứ ký tự nào nó là số ấy, thì nó sẽ tính tổng. Đấy. Các bạn hiểu ý không ạ? Thì đầu tiên mình sẽ gán là gì? Mình sẽ gán là tính tổng bằng 0 đi. Tính tổng số bằng 0 đi. Nghĩa là đầu tiên là chưa tính gì nhá. Thì ví dụ để tách ký tự thứ thứ ở đây là mình tách ký tự 1, 2, 3, 4. Để tách ký tự thứ 5 chính là số 2 này thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn dùng cái hàm middle này. Middle đầu tiên là cái chuỗi các bạn cần tách này. Đúng không ạ? Phẩy này. Ký tự. Để cái tham số tiếp theo của cái hàm middle ở đây là ký tự mình bắt đầu cần tách. Ví dụ mình tách ký tự thứ 5 chẳng hạn thế, đúng không? Ở đây mình chỉ lấy một ký tự thôi thì các bạn luôn luôn là đánh số 1. Đấy. Thì nó sẽ trả về là số 2, đúng không ạ? Ví dụ mình muốn lấy chữ E này chẳng hạn, hình như nó nằm ở vị trí thứ 9 hay sao đấy. Thì các bạn ở đây, đấy, các bạn gõ chữ 9 ở đây. Đây là mình sẽ dùng một cái hàm middle để tách từng ký tự trong cái chuỗi này. Các bạn hiểu ý không ạ? Thì ở đây mình sẽ làm như sau nha. Mình sẽ viết là gì? For y bằng 1 to len. Len của cái chuỗi. Đấy. Thì ví dụ cái chuỗi của mình là cái chuỗi này chẳng hạn thế nhá. Thì mình sẽ bằng hàm len này, mình kiểm tra xem cái chuỗi này nó là bao nhiêu ký tự. Thì nó đang là 21 ký tự. Thì y sẽ chạy từ ký tự đầu tiên đến ký tự thứ 21. Đấy, chính là ký tự thứ O này, này là ký tự 21. Đúng không ạ? Thì kết thúc hàm for này mình sẽ là hàm let luôn. Mình gõ như vậy cho nó dễ nhớ. Ở đây mình ấn tab nhé, thụt vào. Thì đầu tiên mình sẽ, tức là mình sẽ tách từng ký tự. Đấy, mình sẽ viết là gì ạ? Ở đây mình sẽ khai báo một biến nữa đi. Biến này. Dim của từng ký tự chẳng hạn thế, mình đặt một tên biến là từng ký tự nhé. S gì ạ? S string đây. Đấy. Thì mình sẽ viết là gì ạ? Từng ký tự bằng gì, đúng không ạ? Từng, các bạn ấn Ctrl Space nhé. Từng ký tự sẽ bằng gì ạ? Bằng middle này. Mở ngoặc. Đầu tiên là, đây các bạn, lúc đấy mình đã dùng hàm middle cho bạn rồi. Thì đầu tiên chính là cái gì ạ? Cái chuỗi. Phẩy. Tiếp theo là ký tự thứ y, đúng không? Mình đang cần lấy là cái y nó quét từ 1 đến 21 mà. Thì mình sẽ lấy từng ký tự 1 là ký tự thứ y không phải 1, tức là mình luôn luôn lấy một ký tự thôi. Đúng ạ? Đấy các bạn enter. Thì xong này thì từng ký tự ở đây nó sẽ lấy được từng ký tự 1 ạ. Ở đây mình test thử cho các bạn nhé. Đây mình tích vào đây này. Mình test thử ba cái hàm này. Mình gõ này, bằng này, tính tổng số. Các bạn thấy không? Khi mình viết một cái hàm function ở đây thì Excel nó sẽ tự nó lấy một cái hàm là tính tổng số ạ. Các bạn ấn tab này. Thì mình tích vào cái ô này nhá. Các bạn đóng ngoặc lại. Cái ô này lúc đấy chính là cái chuỗi ạ. Chính là cái tham số chuỗi mình truyền vào đấy ạ nhá. Ví dụ xong các bạn enter thì đấy, thì đầu tiên nó sẽ tính tổng nó sẽ bằng 0 trước này. Sau đấy nó sẽ quét này, các bạn ấn run ở đây này. Đấy, đầu tiên y bằng 1 đúng không ạ? Thì cái từng ký tự này nó sẽ tách ra sẽ là 1 này, các bạn chạy một phát nữa thì từng ký tự này. Đầu tiên nó lấy được ký tự chữ G đây, các bạn thấy không ạ? Bằng G này. Đấy, thằng này chạy một phát nữa thì từng ký tự tiếp theo nó sẽ là chữ A này. Đấy, từng ký tự. Các bạn thấy không? Đây các bạn tích vào từng ký tự này, nó sẽ ra chữ A nhỏ đấy. Nó cứ như vậy nó quét thôi ạ. Đấy các bạn hiểu không ạ? Vậy mình stop lại nha. Đấy. Đây mình chưa làm xong thì nó cứ để là value thôi.
Thì sau khi mình lấy được ký tự rồi, mình muốn kiểm tra xem từng ký tự này nó có phải là số không thì mình sẽ dùng hàm if nhé. If này, nếu như từng ký tự là gì ạ? Từng ký tự mà lớn hơn hoặc bằng 0 và, tức là mình dùng hàm end này, từng ký tự mà nhỏ hơn hoặc bằng 9 gen. Đấy, rồi mình kết thúc cái hàm end if luôn. Các bạn chú ý nhé, các bạn gõ hàm thì các bạn lên kết thúc hàm luôn để tránh quên nhé. Thì hai cái hàm này, tức là cái hàm end này, nó sẽ đảm bảo là từng ký tự nếu như thỏa mãn hai cái này thì chắc chắn nó là số rồi, bởi vì nó lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 9 thì nó sẽ là số. À, các bạn chú ý nhé, cái từng ký tự nó tách ở đây ấy, thì nó lại trả về là dạng tách cơ chứ không phải là số đâu, cho nên cái số 0 ở đây các bạn phải đóng ngoặc. Đấy, đóng mở ngoặc kép lại. Đóng mở ngoặc kép lại. Tại sao lại như vậy? Tại vì ở đây ví dụ mình tách cho các bạn nha, các bạn bằng này, middle ở đây ví dụ mình tách ký tự thứ 5 ở đây, 5,1 đi. À, middle này, tách này, 5,1 nhá, các bạn enter. Các bạn thấy không? Nó là số 2, nó nằm ở bên trái đây thì nó là ký tự tách chứ không phải là số á. Đấy, cho nên mình phải so sánh cái trong giống ngoặc kép này mới được các bạn nhé. Tại vì khi mình chiết xuất số ở trong một chuỗi ký tự thì bao giờ nó sẽ trả về tích. Đấy, mình có thể dùng một cái hàm là isNumber để mình kiểm tra nhé. isNumber của cái số 2 này nhé. Các bạn thấy không? Nó sẽ trả về phô, tức là nó không phải là số mà nó là tích. Thì nếu mà nó thỏa mãn hai điều kiện này thì chắc chắn nó là số rồi. Thì bạn bằng như sau, các bạn sẽ gán gì ạ? Lúc này là tính tổng số này. Các bạn chú ý nhé, cái tính tổng số này chính là cái tên hàm luôn đấy nhá. Tính tổng số sẽ bằng gì ạ? Tính tổng số, tức là bằng chính nó trước này. Các bạn cộng với cả từng ký tự một, từng ký tự, Control Space. Đấy. Sau khi mà các bạn kết thúc cái hàm này, tính tổng số nó sẽ cộng lại tất cả các số ở đây thôi. Đấy, như vậy này, rất là đơn giản nhá. Mình test thử nhá. Bằng tính tổng số của cái ô này. Đấy, các bạn Enter. Thấy chưa? Nó sẽ trả về 18. Đây, cái hàm này rất là đơn giản mà hữu dụng. Các bạn có thể tùy vào ứng dụng của các bạn để các bạn làm nhé. Các bạn có thể gõ từ bất kỳ đâu cũng được, tính tổng số ở đây. Đấy, nó sẽ trả về 18. Ví dụ ở đây mình cập nhật là 1, 2, 3 đi. Thì nó sẽ trả về 17. Đấy, các bạn thấy không? 17 đây. Ví dụ mình bỏ số 1 đi. Thì nó sẽ là 16. Đấy. Rất hay. Ví dụ mình đánh thêm 78 chẳng hạn. Thì 16 cộng 15 nó sẽ trả về 31. Ok. Cái hàm cuối cùng mà mình muốn hướng dẫn các bạn là cái hàm mà ví dụ mình lại muốn lấy chỉ ký tự ở đây thôi, mình sẽ bỏ các cái số này đi thì làm như thế nào? Thì mình sẽ tạo một cái hàm là hàm function này. Các bạn cần ví dụ mình ghi là gì ạ? Tách chuỗi chẳng hạn thế. Tùy thôi, các bạn ví dụ mình ghi là gì ạ? Chuỗi, vẫn là chuỗi đi. S string. Đấy, thực ra thì cái hàm này nó khá giống với cái hàm trên, thì có thể mình copy key với cái ý tưởng nhá. Mình nháy phải, các bạn copy xong mình paste luôn ở đây. Và mình sẽ đổi tên hàm là hàm gì ạ? Thay cái tính tổng số bằng cái gì ạ? Lấy chuỗi ký tự thôi nhá. Đấy, chẳng hạn mình đặt tên là lấy chuỗi ký tự chẳng hạn thế. Thì mình có thể gán cái lấy chuỗi ký tự này bằng rỗng cũng được ạ. Control space hoặc không cũng được, thì mình có thể gán bằng rỗng luôn. Cái y của mình thì vẫn cứ là để như thế, và cái từng ký tự cũng vẫn là như thế nhá. Đây. Thì bây giờ ấy, đầu tiên mình vẫn cứ chạy for này, và mình cứ tách từng ký tự một thôi ạ. Còn khác nhau mỗi một cái là cái hàm if này thôi nhá. Thì mình sẽ tính từng ký tự nếu như mà gì ạ? Ngược lại, tức là phải nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nhỏ hơn 0. Cái này không phải là en nữa mà là o. Các bạn chú ý nhá, bởi vì ở đây mình không phải là và nhá, mà mình o và lớn hơn 9. Tức là nó sẽ ngược lại với cả cái điều kiện ở đây. Các bạn chú ý nhé. Cái điều kiện này là đảm bảo là nó là số. Thì ngược lại thì nó phải là nhỏ hơn 0 và o. Đấy, rất là hay đấy. Các bạn nên để ý, các bạn phải thay n bằng o mới được nhá. Thì lúc này mình sẽ gán gì ạ? Lấy, đây các bạn Control Space này, lấy ký tự chuỗi sẽ bằng gì? Vẫn là, mình đầu tiên mình phải bằng chính nó đã. Mình lấy ký tự chuỗi này. Không, mình và nhé. Ở đây là mình lối chuỗi thôi, xem còn cho nên mình phải là và từng ký tự. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là đơn giản. Mình lưu vào cho chắc nha. Bây giờ mình sẽ lấy này. Ví dụ mình lấy cái ô này bằng gì? Đây, ví dụ tên hàm là lấy chuỗi ký tự đúng không? Các bạn sẽ bằng lấy này. Các bạn thấy chưa? Nó sẽ có một cái hàm là lấy chuỗi ký tự ở đây. Các bạn ấn tab. Đấy, và cái ô này.
Các bạn enter thấy chưa? Nó sẽ bỏ hết số đi. Đấy, cái dấu cách thì nó vẫn còn ở đây. Thực ra thì mình có thể dùng thêm một cái hàm nữa nhá, có thể dùng cái hàm chim ấy. Tại vì là bỏ ký tự số hoặc là ai gõ nhiều dấu cách thì nó rất là xấu ạ. Thì nếu các bạn thích các bạn có thể dùng một cái hàm chim nữa. Là như sau, các bạn sẽ bằng gì ạ? Lấy chuỗi ký tự này, Ctrl Space này, sẽ bằng gì ạ? Hàm chim này, mở ngoặc, chim của chính nó này. Các bạn ấn Ctrl Space này, đấy. Đấy, ok, sau khi có cái này thì nó sẽ gọt đi tất cả, ví dụ có nhiều khoảng trống quá thì nó chỉ bớt lại một thôi. Đấy, các bạn enter một cái. Ồ, cái hàm chim này không, cái hàm chim này muốn có tác dụng thì các bạn phải gõ chữ Excel này, phong chấm gì ạ, worksheet function này, phong chấm hàm chim nhá. Đấy thì nó mới được ạ. Đấy, chứ có gõ chim không là không được. Đấy, mình làm lại nha, enter. Các bạn thấy không, nếu mà thừa dấu cách thì nó chỉ bớt lại một dấu cách thôi. Ví dụ mình thừa dấu cách ở đây chẳng hạn thế, hoặc ở đây. Các bạn gõ cách bao nhiêu ra ấy, thì cái chim này nó cũng gọt đi hết. Đấy là tùy các bạn thôi, các bạn có thể có dấu cách hoặc không. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo ba cái hàm riêng này rồi. Thì các bạn có thể tạo rất nhiều hàm riêng mà các bạn muốn được ạ. Ví dụ các bạn có thể tạo một cái hàm là cứ đổi chữ hoa thành chữ thường. Đấy, còn chữ thường thành chữ hoa. Đấy, tùy các bạn, thì bài tập về nhà cho các bạn nhé. Là các bạn có thể tạo một cái hàm cho mình là ví dụ chữ gà ở đây này. Chữ gà, ví dụ ở đây mình có chữ gà thì kết quả của bạn sẽ ra chữ g hoa thì thành g thường và chữ a thường thì thành a hoa. Đấy, tùy các bạn thôi, các bạn có thể tạo nhiều hàm tùy mục đích của các bạn nhé. Tiếp theo, mình hướng dẫn các bạn cách để tạo sin và cài đặt sin sử dụng cho toàn bộ các file Excel trên máy tính của mình nhé. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay thì mình muốn hỏi các bạn là giả sử mình muốn nối các cái chuỗi ô này với nhau thành một câu hoàn chỉnh là gái Excel xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Thì mình làm như thế nào? Các bạn đừng nói với mình là các bạn sẽ dùng cái hàm nối chuỗi như kiểu concatenate hoặc là bằng cái toán tử và nhé. Ví dụ ở đây là các bạn bằng OB2 này, không các bạn và gì ạ? Các bạn mở ngoặc kép dấu cách, các bạn đóng ngoặc kép, các bạn và với cả ô Excel này. Các bạn cứ làm lần lượt như vậy ạ. Với cách làm này ấy, thì nó chỉ phù hợp với số lượng ô các bạn cần nối với nhau là số lượng ít thôi. Và là chỉ áp dụng một vài lần thôi. Còn nếu như dữ liệu của bạn cần nối nó nhiều ô và nó dùng nhiều lần ấy, hoặc là ở nhiều file khác nhau ấy, thì các bạn không thể dùng cái cách này được ạ. Đấy, thì có một cách rất đơn giản, các bạn sẽ bằng cái hàm nối chuỗi đây này. Đấy, mình sẽ bôi đen toàn bộ cái ô này cần nối với nhau đúng không ạ? Các bạn phải cái thành phần thứ hai của cái hàm nối chuỗi này là cái ký tự các bạn muốn nó cách nhau nhá. Giả sử mình muốn đánh ký tự là đô la thì hạn thế nhá. Thì các bạn sẽ đánh cái đô la vào đây. Đấy, các bạn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc đơn lại. Đấy, thì toàn bộ các cái ô này sẽ được nối chuỗi với nhau và cách nhau bằng cái đô la này. Đấy, trong trường hợp mình muốn cách nhau bằng cái dấu cách ấy thì các bạn xóa cái đô la đi và các bạn đánh dấu cách. Đấy, các bạn enter. Đấy, thì đây nó là một câu hoàn chỉnh là gì ạ? Gái Excel xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ đúng không ạ? Đấy, các bạn có thắc mắc là tại sao lại có cái hàm nối chuỗi này không? Hàm nối chuỗi này hoàn toàn không có trong Excel mà chính là mình tạo ra. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng cái hàm nối chuỗi này cho bất kỳ cái file nào trong cái máy tính của các bạn nhé. Thì cái này được gọi là gì ạ? Nó chính là cái add-in. Thì trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về add-in nhé. Thì bài học sẽ gồm 4 phần. Đầu tiên là cách tạo add-in, thứ hai là cách cài đặt, thứ ba là cách sử dụng và thứ tư sẽ là cách mà xóa cái add-in đi nếu như các bạn không cần dùng nữa nhé. Đầu tiên mình hướng dẫn các bạn là cách tạo add-in. Thì mình sẽ sử dụng VBA trong Excel để mình làm nhé. Các bạn sẽ ấn Alt F11 để các bạn mở cái cửa sổ Visual Basic ra. Đấy, các bạn sẽ nháy chuột phải vào cái sheet đầu tiên này, các bạn chọn Insert, các bạn chọn Module nhé. Tức là mình sẽ viết code vào cái module này đúng không ạ? Đấy, các bạn tích đúp vào module. Thì ở đây các bạn sẽ dùng một cái hàm là function này. Đấy, các bạn có thể đặt tên hàm là tên hàm bất kỳ nhé. Ví dụ mình đặt là nối chuỗi. Đấy, các bạn mở ngoặc đơn ra, mình sẽ truyền các cái tham số vào cho nó. Đầu tiên là gì ạ? Cái chuỗi của mình là s gì ạ? S range. Đấy, các bạn ấn tab này, phẩy. Cái thành phần thứ hai là gì ạ? Cái ký tự là s string nhá. Đấy, cái ký tự của mình chính là cái ký tự mà cách nhau giữa các ô mình cần nối chuỗi đấy. Đấy, các bạn enter thì cái end function này nó sẽ được tự động nó tạo ra nhá. Thì đầu tiên mình sẽ các bạn đánh một cái dấu nháy đơn này là cái ghi chú đúng không ạ? Thì mình sẽ ghi chú là gì ạ? Mình sẽ khai báo biến này. Cái ghi chú này nó không ảnh hưởng đến chương trình đâu nhá. Nó chỉ làm cho chương trình của mình nó tường minh hơn thôi. Mình sẽ khai báo hai cái biến nhá. Gim này, đầu tiên là cái biến kết quả đúng không ạ? S string. Tức là cái biến kết quả này là cái kết quả mà mình nối các chuỗi lại với nhau đúng không ạ? Thứ hai là cái gim là y s range. Cái y này chính là cái biến chạy. Mình sẽ chạy từ cái ô đầu tiên đến cái ô cuối cùng mà mình cần nối với nhau đúng không ạ?
Đấy, như vậy mình xong cái phần khai báo biến nhé. Thì tiếp theo mình sẽ tạo một cái vòng lặp. Tạo vòng lặp nhé. À, trước khi bắt đầu thì mình sẽ gán cái gì ạ? Mình sẽ gán cái kết quả bằng gì ạ? Bằng cái chuối rỗng luôn, tức là không có gì cả nhé. Các bạn sẽ khai báo vòng lặp này for x này. X gì ạ? X y in gì ạ? In chuỗi. Chuỗi đây chính là cái tham số mình truyền vào đấy ạ. Đấy, chuỗi. Đấy, ở đây mình sẽ dùng cái next luôn. Tức là kết thúc của cái for x này luôn. Thì trong cái hàm for x này mình sẽ làm cái việc gì? Các bạn sẽ gán cái kết quả này bằng gì ạ? Bằng kết quả ngận và với gì ạ? Và với cả cái y này. Cái y này nó sẽ chạy từ cái ô đầu tiên đến cái ô cuối cùng trong cái vùng mà mình chọn đấy, chính là cái chuỗi này, chính là cái vùng mình chọn đây này. Đấy thì mình sẽ nối từng cái ô lại với nhau đúng không ạ? Đấy các bạn và với cả gì ạ? Và với cái biến ký tự nữa. Đấy. Ok, và cuối cùng ấy mình sẽ gán nhá. Đây gán cái hàm nối chuỗi bằng cái chuỗi kết quả của mình đúng không ạ? Đấy thì mình sẽ gán đơn giản thôi, các bạn sẽ bằng gì ạ? Cái nối chuỗi này. Nối chuỗi đây chính là cái tên hàm ở trên này này. Đấy, bằng cái biến kết quả của mình. Đấy. Ok, như vậy mình đã xong cái hàm nối chuỗi nhá. Bây giờ các bạn sẽ thu nhỏ cái VBA này lại. Thì bây giờ các bạn sẽ sang cái Excel này, mình cũng thu nhỏ cái Excel này lại nhá. Đấy, mình sẽ mở hai cái cửa sổ này đồng thời cho các bạn dễ hiểu này. Thì các bạn bằng này, nối chuỗi. Các bạn thấy chưa? Khi các bạn viết cái function nối chuỗi đây này thì cái nối chuỗi này nó đã sẽ có ngay ở dưới này cho các bạn. Các bạn ấn tab này. Thì đầu tiên là cái chuỗi S-range, chính là chuỗi thì mình sẽ chính là cái vùng mà mình bôi đen ở đây. Đấy, phẩy. Các bạn mở ngoặc kép ra. Tiếp theo mình sẽ truyền cái tham số ký tự vào. Thì giả sử mình muốn cách nhau bằng cái gì ạ? Bằng cái dấu đô la đi. Hoặc là hai cái đô la đi. Đấy các bạn đóng ngoặc kép lại. Đấy các bạn đóng ngoặc đơn lại nhé. Các bạn enter. Các bạn thấy chưa? Toàn bộ cái chuỗi của mình đã được cách nhau bằng hai cái dấu đô la này. Đấy. Bây giờ các bạn tích đúp này. Nếu như mình muốn cách nhau bằng một dấu cách thôi thì các bạn xóa đi, các bạn đánh dấu cách này. Đấy, như vậy toàn bộ cái chuỗi này. Nhưng các bạn để ý nhá. Vì cái chuỗi của mình nó có những cái ô mà ô rỗng như này, cho nên các bạn để ý ở đây nó có rất là nhiều khoảng trắng đúng không ạ? Đấy. Thì mình sẽ quay lại cái VBA mình thêm một cái đoạn code nữa nhá. Đấy, mình sẽ if này. If nếu như y mà gì ạ? Y mà khác cái rỗng. Tức là y khác rỗng thì mình mới nối nhá. Gen. Gen thì mình sẽ làm cái việc gì ạ? Ở đây mình sẽ có một cái end if luôn. Tức là y mà khác rỗng thì mình mới nối cái chuỗi này với nhau. Còn y bằng rỗng thì mình sẽ không nối lại. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại đây mình kiểm tra nhá. Các bạn tích đút này, các bạn enter lại một lần nữa. Đấy các bạn thấy chưa? Lúc này cái ô cách nhau sẽ rất là đẹp ạ. Bây giờ giả sử mình sẽ cách nhau bằng, ví dụ mình cho bằng ba cái dấu đô la đi để cho mình dễ phân biệt này. Đấy các bạn enter, các bạn thấy chưa? Đấy, lúc này là sẽ cách đều nhau là ba cái dấu đô la hết đấy. Ngoài ra thì ở cái đô la cuối cùng này nó lại có thêm ba cái đô la này. Bây giờ mình sẽ làm sao để mình bỏ ba cái đô la ở cuối cùng này đi nhá. Đấy, thì mình sẽ phải bỏ cái ký tự thừa này đi. Thì làm bằng cách nào, mình sẽ gán ở đây là cái kết quả này sẽ bằng gì ạ? Mình sẽ dùng cái hàm let nhá. Let của mở ngoặc chính là cái kết quả luôn. Đấy, phẩy. Mình sẽ lấy bao nhiêu ký tự ạ? Mình lấy len của cái chuỗi kết quả này. Các bạn đóng ngoặc đơn lại để xong cái len của kết quả. Các bạn trừ đi gì ạ? Trừ đi len của cái ký tự. Đấy, các bạn đóng ngoặc đơn lại. Đấy, các bạn đóng ngoặc đơn lần nữa để xong hàm let. Các bạn chú ý nhé. Len của ký tự. Giả sử ở đây cái ký tự của mình là ba cái dấu đô la này thì len của ký tự chính là ba đúng không ạ? Đấy, thì mình lấy lép của toàn bộ cái chuỗi của mình nhá. Đây này, mình lấy lép toàn bộ cái chuỗi của mình bớt đi ba cái ký tự cuối cùng ở đây. Ok, bây giờ các bạn tích đút vào cái hàm này, các bạn enter lại này. Đấy, mình phóng to lên. Các bạn thấy chưa? Nó không còn ba cái đô la cuối cùng này nữa. Đấy. Và các cái ô rỗng này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả của nối chuỗi này. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Thì ok, như vậy là mình đã tạo xong cái function nối chuỗi này. Bây giờ mình sẽ xếp nhé. Bây giờ các bạn sẽ xếp cái file này thành cái SIN. Đấy, các bạn vào file này các bạn xếp S. Đấy, ở đây mình phóng to lên nhé. Các bạn có thể xếp S vào bất cứ đâu các bạn muốn nhé. Ví dụ mình chọn desktop chẳng hạn này. Đấy, thì các bạn chú ý trong cái phần xếp S type đây này. Các bạn sẽ chọn cái gì ạ? Ở đây các bạn sẽ chọn là Excel SIN. Các bạn sẽ chọn vào đây. Nếu như các bạn không có Excel SIN này. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn là Excel SIN nhé. Đấy. Khi bạn chọn cái kiểu là Excel SIN ý, thì nó sẽ đổi cái vị trí mà lưu luôn. Đây này, cái vị trí của lưu này. Thì các bạn, đây là chính là những cái SIN mà các bạn sẽ lưu mặc định vào đây. Các bạn có thể thay đổi cái vị trí này nếu các bạn muốn nhá. Nhưng mình khuyên các bạn là cứ để mặc định của Excel đi. Đấy, mình sẽ đặt tên là gì ạ? Đây, lối chuỗi trong Excel. Đây là tên SIN thôi ạ. Đấy, các bạn bấm Save. Ok, như vậy mình đã tạo xong cái SIN nhá. Cái book 1 đây không phải là cái SIN đâu. Cái book 1 ở đây chính là cái file cũ của mình thôi. Đấy, bây giờ các bạn có thể đóng lại nhá. Các bạn bấm Don't Save cũng được. Ok. Như vậy là mình đã tạo xong một cái SIN rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ
sang cái mục phần 2 là mình sẽ cài đặt nhá. Thì để cài đặt Admin đầu tiên các bạn sẽ mở cái Excel lên. Đấy, các bạn Enter này. Ok, các bạn tích đủ vào đây. Thì các bạn sẽ vào thẻ File này. Các bạn vào Option. Đấy, các bạn sẽ vào cái Add-in. Thì ở cái mục Main List, đây là các bạn chọn là Excel Add-in nhé. Đây nó có một số mục thì các bạn sẽ chọn là Excel Add-in. Các bạn bấm Go. Đấy, thì như vậy ở đây là toàn bộ các Add-in mà đang Available, tức là đang có sẵn. Các bạn thấy chưa, ở đây nó có một cái Add-in là gì ạ? Nối chuỗi trong Excel rồi. Tại vì khi lúc đấy mình lưu cái Add-in ý, thì mình lưu mặc định vào thư mục Add-in của Excel. Cho nên nó đã có đây. Còn nếu như các bạn lưu ở thư mục khác ấy, thì các bạn phải browse đến nhá. Thì ví dụ ở đây mình browse đến cái thư mục mà các bạn lưu, thì ở đây các bạn có thể tích đúp vào cái nối chuỗi trong Excel này. Thì bản chất ở đây có rồi, thì nó hỏi lại mình thôi, thì các bạn có thể bấm yes. Đấy, bây giờ như vậy là các bạn đã tích đúp vào đây rồi nhá. Khi các bạn tích vào đây rồi thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể sử dụng được cái Add-in này. Đấy, bây giờ các bạn có thể nối chuỗi, ví dụ mình có cái chữ diện gà Excel này. Gà Excel, đúng ạ? Mình sẽ ở đây là diện xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Thì các bạn nối hai cái ô này nhau, các bạn bằng diện bằng cái nối chuỗi này. Đấy. Các bạn bôi đen hai cái ô này. Các bạn có thể bôi đen nhiều cũng được, không sao cả. Tại vì cái hàm nối chuỗi của mình lúc đấy mình đã bỏ những cái ô trắng, mình sẽ không nối với cả những cái ô trắng với nhau, đúng không ạ? Phẩy, các bạn mở ngoặc kép ra, mình muốn hai cái chuỗi ký tự này cách nhau bằng cái gì ạ? Bằng cái dấu cách, thì các bạn đánh dấu cách, các bạn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc đơn lại. Đấy, các bạn Enter thì nó sẽ thành cái gì ạ? Gái Excel xin chào các bạn, đúng không ạ? Bây giờ ví dụ mình không muốn là dấu cách nữa mà mình muốn thành ba cái dấu chấm than. Đấy, các bạn Enter. Đấy, gái Excel xin chào các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Hoặc các bạn có thể thay cái này bằng cái gì ạ? Bằng cái hàm CHA10. CHA10 chính là cái mà xuống dòng. Thì tức là mỗi cái ô này nó sẽ tạo thành một cái dòng. Đấy, các bạn Enter này, các bạn thấy chưa? Đây bản chất đây là nó là hai dòng trong một ô đấy. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào Sort Text, các bạn sẽ thấy này. Đấy, các bạn mở rộng cái ô này ra. Đấy, thì bản chất nó đây là hai hàng ạ. Ok, đây là cái cách sử dụng rồi nhá. Bây giờ các bạn ví dụ mình tạo một cái file mới đi, các bạn vào thẻ file này, các bạn chọn New. Đấy, các bạn chọn Book 2 đi, Blank này. Thì đây là cái Book 2 nhá. Đấy, ở đây các bạn cũng có thể dùng luôn cái nối chuỗi đấy. Tại vì cái nối chuỗi này mình đã tạo thành cái Add-in rồi, cho nên các bạn dùng bất kỳ cái file nào các bạn đều dùng được cái hàm này. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Đấy, mình có thể nối một cái chuỗi bất kỳ ở đây. Đấy, từ gì ạ? Từ E1 đến G2 đúng không ạ? Các bạn phẩy này, các bạn sẽ cách nhau bằng gì ạ? Các bạn cách nhau bằng dấu cách đi. Đấy, các bạn Enter. Đấy, thì ở đây nó không có cái ký tự gì, nó báo là Lost Value. Ví dụ mình gọi là gì ạ? Gái Excel. Đấy, đây là gì ạ? Xin chào. Đây là các bạn chẳng hạn thế. Đấy, ví dụ mình đây là Chúc. Các bạn vui vẻ này. Đấy, các bạn thấy chưa? Như vậy nó đã nối chuỗi với nhau. Rất là hay ạ. Đây chính là cái bước mà hướng dẫn sử dụng rồi đúng không ạ? Bây giờ bước cuối cùng là mình muốn bỏ cái Add-in này đi. Thì mình làm như thế nào? Các bạn vào File này. Các bạn chọn Option. Đấy, các bạn vào gì Add-in. Đấy, các bạn bấm Go. Thì nếu như mà các bạn không muốn dùng ý, thì các bạn bỏ tích đi. Nếu như các bạn bỏ tích đi là tức là các bạn không dùng. Các bạn bấm OK. Thì nếu như các bạn bỏ tích nhá, bây giờ mình xóa đi. Thì các bạn bằng này, các bạn nối chuỗi này, các bạn thấy không? Nó không còn cái hàm nối chuỗi nữa. Đấy, tức là lúc đấy là mình không kích hoạt cái Add-in này đi, nó gọi là active đấy. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình không muốn cái Add-in này nữa, mình muốn xóa hẳn nó đi thì mình làm như thế nào? Các bạn Go đây. Trong trường hợp mình muốn bỏ hẳn cái Add-in này đi nhá, thì các bạn phải xóa cái Add-in mà trong cái folder mình vừa lưu lúc đấy nhá. Các bạn tích vào đây, các bạn browse này. Đấy, thì bây giờ các bạn phải xóa cái file này trước này. Đấy, các bạn tích vào đây, các bạn có thể bấm delete luôn. Đấy, các bạn bấm OK. Đấy, khi các bạn bấm delete ý, thì nó mới hỏi này này, là not available, các bạn cứ bấm OK đi. Đấy, thì nó hỏi tiếp là không thể tìm cái Add-in này. Thì bạn có chắc chắn là bạn muốn xóa cái này từ list đi không? Thì các bạn bấm yes. Đấy, các bạn thấy chưa? Như vậy ở đây cái Add-in là nối chuỗi trong Excel nó không còn nữa. Các bạn bấm OK. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn là cách xóa Add-in này. Nhưng nếu như các bạn muốn dùng Add-in thì các bạn đừng xóa nhé. Các bạn làm đến cái bước mà hướng dẫn sử dụng là được rồi. OK, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.